Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Phải nói là hôm qua mới đi công việc về thì đi ngang một cái con đường trục chính và về ở cái tiệm của mình á, thì mình thấy có một cái tiệm photo copy và dịch vụ in ấn về tiệc cưới mới mở, mới khai trương. Thì cái địa thế của cái mặt bằng này á, tức là nó nằm ở một cái đường trục chính cũng khá là lớn, cái đường chính ở trong nội thành thành phố Phan Thiết. Và nó nằm ở mặt tiền. Nó nằm mặt tiền thì mình nghĩ cái giá thuê của cái mặt bằng này á, thì nó nằm tầm khoảng 6 triệu hơn, chứ nó không thể nằm ở dưới được. Không thể nằm ở dưới được. Cái mặt bằng thì nói chung cũng tương đối là thoáng, cũng tương đối là thoáng. Thì mình thấy đó là một trong những cái lợi thế trước mắt. Tuy nhiên khi mình nghĩ lại thì nếu mà đặt một cái tiệm ở chỗ này thì cái sự thành công cũng rất là khó. Thứ nhất là cái tiệm đây, là mình có cái mô phỏng cho tất cả các bạn và các anh chị hình dung một chút về cái tiệm này, để mình phân tích cho tất cả các anh chị tại sao khi mà lựa chọn cái mặt bằng để mình kinh doanh là hết sức quan trọng. Thì đây đây là cái trục đường chính, đây là cái trục đường chính như thế này. Thì các anh chị sẽ thấy ở đây là một cái tiệm photo mới mở, tức là nó chỉ có độc thân độc quyền là nó mở chỗ này, nó mở ở giữa này ha. Thì ở phía dưới đây, tức là cái nút đầu ở dưới đây này, nó là có một cái tiệm photo đã mở lâu rồi, và các cơ quan trường học thì nó nằm ở đây, nó nằm ở đây. Thì các cơ quan đây, trong đó có một số cơ quan là đã có cái máy photo rồi, máy photo rồi. Phía trên đây cũng có một số cơ quan trường học, tuy nhiên ở đây nó có khoảng 2 đến 3 tiệm photo copy, người ta cũng đã mở lâu rồi. Đây thì anh này mới mở ra đây. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái mặt bằng, các anh chị thấy đây là trục đường chính, mặt bằng ở đây thì chúng ta tưởng nó thuận lợi, tuy nhiên khi mà xét cho kỹ thì cái mặt bằng đây là mặt bằng nó sẽ khó mà thành công được. Lý do lại họ sẽ không có cạnh tranh được đối với những cái mặt bằng, những cái tiệm mà người ta đã có trước và ta gần cơ quan trường học hơn, cơ quan trường học hơn. Tại vì các anh chị biết là khi đối với mà làm việc với tất cả các cơ quan trường học hoặc là các cái công ty mà đang có nhu cầu in ấn, thì các anh chị nên hiểu một điều là chỗ nào gần họ tới vô đó, và đặc biệt là những chỗ gần mà họ đã làm lâu rồi thì họ tới vô đó, họ ít khi nào mà đi xa tới mà để phô cái tiệm này. Trừ trường hợp cái tiệm này mới đầu là chịu chịu lỗ luôn, làm phá giá hơn những cái tiệm này để thu hút khách về. Tuy nhiên các anh chị hiểu là khi mà các anh chị phá giá đồng nghĩa với anh chị tự sát, tại vì các anh chị phá giá là các anh chị sẽ bù lỗ vào trong những cái tháng đầu tiên, và có tệ lắm là phải 3 tháng để các anh chị mới ổn định được cái số lượng khách, cái số lượng thu nhập sau 3 tháng đó chúng ta có nuôi nổi mặt bằng hay không, và chưa kể là tiền nhân viên. Do đó nếu mà muốn thành công thì chỉ có một cái là phá giá thôi, phá giá hoặc làm giá rất là thấp để mình thu hút khách về. Tuy nhiên cái giá này mình sẽ nghĩ nó sẽ không có khả thi, tại vì mình sẽ không có tiền để mình chi phí mình nuôi mặt bằng, chi phí bằng, tại cái tiền mặt bằng đây rất là cao, rất là cao. Còn những cái tiệm ở đây á, thì ở đây là những cái mặt bằng nó tương đối là nó nằm ở xa hơn một chút, tuy nhiên nó nằm ở đường hẻm cũng cũng đường, nhưng mà nó không phải là trục đường chính, nhưng mà cái giá thành mặt bằng có thể là thấp, hoặc là những cái tiệm này là người ta đang là làm mặt bằng của nhà, nên do đó người ta có cái lợi thế là chúng ta không có trả tiền mặt bằng. Và cái nữa là người ta đang ở có địa thế là ở gần sát cơ quan trường học, thì khi mà khác cơ quan trường học á, thì người ta sẽ khi mà ta photo, ta quăng qua đây ta photo, nó sẽ nhanh gọn hơn là chúng ta phải sử dụng, chúng ta đi một đoạn đường để chúng ta tới đây ta photo. Nên do đó những cái video trước mình có làm để mình giúp tư vấn giúp tất cả các anh chị, thì cái yếu tố mặt bằng đầu tiên là các anh chị chọn làm sao. Thứ nhất là phải gần các cơ quan trường học, các cái công ty đang có nhu cầu và sử dụng dịch vụ in ấn thì chúng ta mới làm. Và khi khi chúng ta chọn được rồi thì chúng ta coi thử là ở xung quanh đó có cái tiệm photo copy nào không. Nếu mà có thì cái giá thành của họ làm thế nào, để chúng ta cân đối cái giá thành của mình, chúng ta cạnh tranh với họ. Nếu mà trong khi mà làm photo dịch vụ và các anh chị làm trong vòng 3 tháng mà các anh chị không có lời, thì tương đương với các anh chị là các anh chị đã có cái hướng là các anh chị sẽ dịp tiệm rồi. Thì trong đó có một cái đó là lựa chọn mặt bằng không phù hợp thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó.
Thì hiện tại bây giờ các bạn cũng biết là ở xung quanh, ở gần ở trong cái thành phố mình đang sống nè, thì cái tiệm của mình nó nằm ở trong một cái đường hẻm thôi, nói chung ngã tư đường hẻm, nhưng mà mình có một cái lợi thế rất là lớn, đó là gần khoảng 4 cái cơ quan, trong đó là có khoảng mình gần khoảng 4 cơ quan, trường học, thì chứ lại là tiệm mình đã mở lâu rồi, nên do đó là cái mối á, mình đã làm việc với họ rất là lâu, nên là họ sẽ ưu tiên là ủng hộ mình, chứ không có, ví dụ bây giờ các bạn có mở một cái tiệm ra, cho dù các bạn mở một cái tiệm ra sát mình, thật ra chưa chắc gì cạnh tranh được với mình. Do đó là cái mặt bằng một trong những yếu tố hết sức là quan trọng đầu tiên để cho tất cả các bạn và các anh chị mở ra. Nếu các anh chị mà có mặt bằng nhà rồi thì các anh chị làm sao cũng được, các anh chị có một cái lợi thế lớn để các anh chị làm. Còn nếu các anh chị mà đang phải đi thuê mặt bằng thì các anh chị phải cân nhắc thật là kỹ, coi thử là liệu trong vòng 3 tháng mình có gồng gánh nổi để trả tiền mặt bằng, trả tiền nhân viên, và là mình sau 3 tháng đó mình có cái số lượng khách là như thế nào để mình mới phát triển được cái tiệm. Còn nếu mà các anh chị thấy cái mặt bằng của mình nó, thứ nhất là mình thuê giá cao, thứ hai cái lợi thế nó không có, thì tốt nhất các bạn đừng bao giờ các bạn mở một cái tiệm dịch vụ ô tô in ấn ngay chỗ cái mặt bằng nó không có đạt lợi thế, thì nó sẽ rất là dễ bị thất bại. Và tình hình chung hiện tại bây giờ hầu như là mình đi vòng vòng ngay chỗ gần mình hoặc là trong cái thành, trong nơi mình ở, thì cái tiệm, những cái tiệm ô tô mà nó nằm ở những cái địa thế bất lợi thì hầu như người ta đóng cửa cũng rất là nhiều. Tại vì bây giờ nếu mà chỉ có làm lay lắt để mà sống kiếm được ngày mấy chục ngàn, 50 ngàn, 100 ngàn thì nó không có đủ. Do đó là mình nghĩ là khi các anh chị mở tiệm ô tô thì các anh chị nên, yếu tố đầu tiên là các anh chị phải coi lựa chọn mặt bằng, nếu nó thuộc phù hợp về giá cả, nó phù hợp về địa thế thì các anh chị nên chọn cái tiệm mở. Còn nếu không thì lời khuyên của mình là các anh chị hãy dừng lại, đừng mở. Và nếu các anh chị yêu thích nghề này thật sự thì đến khi nào các anh chị lựa chọn được mặt bằng tương đối tốt, thuận lợi thì các anh chị hãy mở ra và sau đó các anh chị phát triển. Đó là một số cái nhận định để mình muốn chia sẻ ở video này. Mình muốn dành video này cho tất cả các bạn và các anh chị mới thôi, mới có ý tưởng để mà mở tiệm ô tô ra, để các anh chị có hình dung được cái yếu tố quan trọng để mà chúng ta phát triển và tạo sự thành công của tiệm. Rồi, video của mình chia sẻ đến đây là hết. Hy vọng một chút cái kiến thức của mình, kinh nghiệm của mình có thể giúp cho tất cả các bạn và các anh chị. Hy vọng các bạn và các anh chị thích video này. Và nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh để cái kênh này ngày càng phát triển. Các anh chị cũng đừng quên bấm like và share để cho mọi người theo dõi video này nha. Rồi, một buổi chiều chúng tôi xin chúc tất cả các anh chị và các bạn thật là dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Bye bye các bạn nha.